Rồi mình cũng mến chào cô chú chị và các bạn đến với kênh Minh Chơi Miền Tây Hồng Phạm Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục chia sẻ ốp gạch tường. Thì vừa qua mình cũng có đăng những cái clip ốp gạch tường. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục là chia sẻ tiếp tục ốp gạch tường nha cô chú anh chị và bạn. Thì mình chia sẻ những cái clip này để cho những anh em mà mới vào nghề thì xem cái cách của mình làm để có thêm kinh nghiệm để ốp gạch sao cho hiệu quả nha. Thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem công việc hàng ngày của mình làm, mà thì mình cũng gửi tới cô chú anh chị và các bạn những cái video ốp gạch này và lắp gạch nền. Đó, thì những cái nào hay thì cô chú anh chị và các bạn cho mình nút like. Đó, còn cái nào không hay thì bình luận bên dưới góp ý cho mình học hỏi thêm. Rồi thì mình mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp công việc mình làm nha. Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.